Vâng, người nhà của cô người sĩ dụ lên mới lên nha các bạn. Ông lo thì cũng phải bao nhiêu. Mới lên với người người sĩ gì người sĩ gì người sĩ Hồng Nhung lên rồi nhé, lên cùng cầu hành. À, con cháu phụ cô người sĩ Vũ Linh đang đốt nhang, đốt đèn cho cô người sĩ Vũ Linh. Dạ chào cô Hồng Nhung. Dạ cô Hồng Nhung giờ mình lúc này không mất rồi. Dạ tiên hóa lên trên dưới bốn. Dạ con có nhớ ông Nam không? Con có thương ông Nam không? Thấy mặt rồi. Đây là con của Hồng Phượng. Hôm nay cô Hồng Nhung và tất cả gia đình đến là giờ mới thấy các bạn lắng nghe lời cô Hồng Nhung chia sẻ. À, con Nhung bây giờ chia sẻ nhờ. Đôi điều về cho quý vị khán giả gần xa nghe được lâu ngày là cô mới lên thăm cầu cầu nóng. À. Thì hôm nay anh cũng chia sẻ là lên đây để cơ quan duyên báo khi mà lắc mộ nó nằm đó thì đang trên đường đang lắc mộ trong năm. Xem có một tí được không ạ? Là có một câu nói rất là kỳ loa kia phản cảm quá. Là muốn cho cộng đồng là biết được cái này nhưng phản cảm thì cái này đứa đấy là bị bạc tiên. Và mầm cộng đồng người yêu muốn bên bộ cộng của mình đấy thì rất nhiều. Mà giờ đứa này thì thông tin là nên rất phản cảm. Mà thì có cái này vào đây là họ phá hết cái cấu trúc. Nên mong muốn là cho mình bẻ lại. Cho nó giảm bớt đi. À cái thời gian này họ còn nói đúng rồi chú, cái đó để có biến gì cho chú cộng đồng không nói luôn đúng rồi cộng đồng bài đây rồi cô Sáu đang nói chuyện nhìn họ cho nên là cái đó để giúp biến gì dạ cái đó để giúp biến gì cho chú lúc nãy cô Sáu nói là cô xem á cho một năm á cô Sáu cô Hồng Nhung lên đây chia sẻ rất nhiều điều vì các bạn lắng nghe lời của cô. Bao giờ có thể làm mộ được cô Hồng Nhung ạ? Không phải làm mộ mà cũng như làm để mà trang trí cho năm. Vâng. Để mua thêm cái đất cho rộng thêm. Vâng. Đó, đây là bà con cũng rất là mong đợi về cái điều này luôn. Đúng rồi, đang coi như trên qua viên này đã báo với mình là đã đã diện rồi. Vâng. Nghe lời chia sẻ của cô Hồng Nhung thật là quý vị và các anh khán giả dân gần xa yêu mến cầu nóng thật là rất phấn khởi. Dạ. Vì vậy người nhà cũng chưa biết chừng nào gáp mộ hay sao cô? Thì ở trên đây cũng nói là khi nào xong thì cứ mời người nhà tới. Nên nay cô cũng hơi nóng ruột á. Dạ. Nên cô chạy lên. Mà tại vì giờ người ta đang nghỉ trưa. Dạ. Dạ. Xong lá quả đâu. Vâng. Ngày nãy trên đường cô lên thì bên qua viên cũng có báo. Dạ. Mà chưa có báo nói gì về mộ nên cô không vừa cũng lên. Lời chia sẻ của cô Hồng Nhung thật là rất quý giá đấy và dành cho câu trả lời của người yêu mến mến mộ từ xa được giải tỏa. Chúng là khán giả cũng mong đừng nóng ruột đi, người nhà còn nóng ruột nhiều hơn nữa. Nhưng mà ở trên qua viên đây vẫn nói là từ từ, tại vì cái mộ của chú cũng đặc biệt chút á. Nên là chậm mà nó chắc. Nói chung á là bên điêu khắc này là không thể nào mà hối được cô. Càng hối nó càng rối á. Đúng. Cho nên là cũng thông báo cho bà con bác từ từ nha. Đúng rồi chứ gia đình cũng nóng ruột không chứ. Đúng rồi. Cũng phải làm mộ cho chú cho đẹp rồi kia chứ không phải làm gì thì biết cũng đau lòng. Dạ. Trong đây ta nói khi nào xong ta mới báo. Còn nóng ruột hơn nữa.
mình trong gia đình mà sắp đóng cuộc. Dạ. Quá xèo quá rồi, quá đông. Cô chia sẻ. À, cô Hồng Nhung, cô Hồng Nhung chia sẻ về ngôi mộ của cô nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Giờ chúng ta cùng ra đây để xem ạ. Ra đây để xem một gì. Vũ Linh. Chào Vũ Linh nha. Dạ chào anh. Đi không có hai tháng. Ngày sẽ Vũ Linh nó xuống nha các bạn. Quá, lên Vũ Linh rồi. Là lần tiên được gặp anh Vũ Linh là con của Vũ Linh nhé. Thế mà đôi dây chiếc chia sẻ lúc nay cho thằng Đông sao cân chuyện giống ạ. Nhà mình để ngoài cái chị. À, đây là ca sĩ Vũ Linh nhé các bạn. Nhạc lớn quá mình không thể nói được gì hết. Dạ. Chị Hồng Loan đang tính nha. Bây giờ cũng không có được bằng nguyên, không tập quá. Rồi đủ vậy. Rồi ơi, rồi 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 rồi. Tôi có thể hãy nữa. Chơi nhạc nhỏ xuống rồi. Chơi nhỏ thì em ơi. Nguyên rút mẹ cái loa này. Rút khúc cái loa. Trời người ta đang quá. Cô chú anh chị có người nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh lên nhé. Video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy nhớ đăng ký và cho anh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho chú anh chị và bạn xem nhé. Hẹn gặp lại, tạm biệt.